Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo kế hoạch, thời gian từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, huyện sẽ triển khai nhiều chiến dịch truyền thông, các hoạt động kiểm tra liên ngành, nhất là kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm về các loại giấy chứng nhận, giấy cam kết, kiểm tra các nhãn sản phẩm cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Xuân Lộc chưa có vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào xảy ra, nhưng vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Lãnh đạo huyện đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể, trường học, các cơ sở sản xuất kinh doanh và mỗi người dân hãy coi công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mình, vì bản thân, vì gia đình mình và vì toàn xã hội. Mỗi người dân hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.